Cô lại, tại sao tôi lại ở đây? Em là Trang, người tối qua gặp anh ở buổi tiệc sinh nhật á. Anh quên rồi sao? À, tôi nhớ rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Anh lại quên nữa rồi. Tối qua anh uống say quá. Em đưa anh vô đây á. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi với cô đã làm gì rồi? Anh tuyệt lắm. Trông anh như một con hổ đói vậy. Nhưng em thích. Em thích vậy mà. Tôi xin lỗi. Tôi phải về. Nếu tôi làm gì quá đáng, tôi xin lỗi nha. Anh đâu có làm gì quá đáng đâu. Mà rất quá đáng luôn á. Nhưng mà em muốn làm thêm nhiều lần nữa. Thôi, tôi xin lỗi. Tôi đã có vợ rồi. Coi như chúng ta chỉ là vui qua đường thôi. Tôi với cô coi như là không có chuyện gì xảy ra nha. Chúc cô một ngày vui vẻ. Anh đi từ từ thôi anh ơi. Coi chừng té nha. Chúng ta còn gặp lại nhau nữa đó. Diễm ơi Diễm, chưa ăn sáng em ơi. Đúng giờ là em có mặt ở công ty liền à, đừng có lo. Rồi, vậy nha. Ăn sáng đi em. Thôi, anh ăn trước đi. Hôm nay công ty của em họp sớm, em đi làm nếu không là trễ giờ nữa. À, cái đống quần áo trên phòng á, chúc anh nhớ dọn dẹp giùm em nha. Bận quá, em có thu xếp lại được. Trời ơi, ngồi xuống ăn sáng một cái rồi đi, có trễ gì đâu. Thôi, em mà trễ là sếp em la chết. Anh ăn trước đi, chiều nay mình đi làm về sớm á, hai vợ chồng mình ra ngoài ăn nha. Gì đó ơi, ăn cái gì một mình mà buồn vậy? Cho em ăn chung với. Ủa, sao cô biết ở đây mà cô vô vậy? Muốn kiếm nhà anh đâu có khó đâu. Cửa đang mở nên em vô đại á. Thôi, tôi đã có vợ rồi. Vợ tôi phát hiện là chết. Thôi, cô về đi, để lúc khác chúng ta nói chuyện. Đi. Anh đuổi em hả? Không lẽ sau những gì chúng ta có với nhau, anh nỡ tuyệt tình vậy sao? Trời ơi là trời. Chuyện tôi với cô mới hổm chỉ là chuyện qua đường thôi. Thôi, tôi không muốn dính dáng gì tới cô nữa. Chúng ta đã kết thúc từ đây rồi. À, thì ra là vậy. Anh dụ dỗ tôi xong, chơi đã chán chê tôi. Giờ anh lại muốn kết thúc em đẹp đúng không? Đàn ông mấy người thật là khốn nạn mà. Tôi không có ý đó. Thật sự tôi xin lỗi.
Tôi xin cô, tôi xin cô, cô hãy trả lại cái clip cho tôi đi. Cô muốn đánh, muốn chửi, muốn làm gì cũng được hết á. Tôi xin cô mà, tôi xin cô mà. Tôi không có muốn đánh anh đâu. Tôi cũng không muốn chửi anh nữa. Mà tôi muốn anh kìa. Từ nay, hễ tôi muốn gì là anh phải đến gặp tôi ngay. Chỉ cần làm tôi hài lòng thì mọi việc sẽ yên ổn. Nhớ nha anh yêu. Ghi đây hả? Dạ đúng ạ. Alo. Alo, tôi nghe. Em đây anh yêu. Tối nay ở khách sạn cũ của mình nha. Anh còn nhớ chỗ đó không? À, em ơi, à, tối nay anh có công việc bận quá, anh không tới được đâu. Cái gì? Anh nhớ những gì hôm bữa mà em nói chưa? Anh quên rồi sao? À, anh xin lỗi, anh bận thiệt. À, anh xin lỗi nha, anh có chuyện gấp. À, anh sẽ gọi cho em sau nha. À. Gửi gì vậy? À, không có, anh ký hồ sơ giùm em đi. Thôi được rồi, để đó cho tôi đi. Dạ. Em sửa sang lâu lắm rồi. Em biết mà. Chị đừng có nói vậy, chồng em thương em lắm luôn á. Chắc bây giờ anh đang chuẩn bị đi làm. Anh xuống giờ. Anh, em giới thiệu với chị, đây là chồng của em. Chồng của em chuẩn bị đi làm rồi đó. Giới thiệu với anh, đây là chị Trang. Chị Trang là hàng xóm, mới dọn về gần nhà mình luôn á. Ồ, chào anh. Nãy giờ em cũng nghe vợ của anh nói nhiều về anh lắm á. Em thật là có phúc, có được một người chồng thật là tuyệt vời. Dạ. Mà nói nghe nè. Dạ. Anh làm công việc gì vợ? À, chồng em là chuyên gia nuôi chim yến. Mà tối ngày chồng em ở công ty không à. Hèn chi. Chị thấy anh khỏe thiệt. Dạ. À, không gì đâu em. Ý chị nói á, chắc là ảnh ăn yến nhiều, cho nên nhìn ảnh rất là phong độ. Dạ đúng rồi chị. Mà em cũng vậy nữa. Dạ đẹp quá trời ha. Dạ, vậy hả chị? Trời ơi, hôm nào á, em biếu chị mấy cái tổ yến dùng thử nha. Chị cảm ơn hai vợ chồng em nha. Dạ, đâu có gì đâu chị. Ờ, mà... chắc chị á phải đi công việc gấp. Dạ. À quên, chúc cho hai vợ chồng á luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ nha. Dạ em cảm ơn chị. À hôm nào chị rảnh ghé nhà em chơi nha. Anh à. Anh ngồi xuống đi. À. Trời ơi, chị Trang chị dễ thương quá anh ha. Chị là hàng xóm mới dọn về gần nhà mình á.
Mà kể ra cũng có lợi. Hôm nào vợ chồng mình đi đâu, chị lại chỉ coi nhà giùm mình luôn. Anh, sao mặt mày anh biết xị vậy? Anh phải vui lên chứ. Sao vậy anh? Cô làm cái quái gì vậy? Cô muốn giết tôi phải không? Tôi muốn cho anh thấy, nếu như anh không nghe lời tôi thì tôi sẽ làm được gì? Trời ơi, tôi đã nói là tôi bận rồi mà. Tôi còn phải đi làm nữa. Tôi đâu có thời gian rảnh mà tôi gặp cô hoài đâu. Tôi biết hết tất cả các suy nghĩ của đàn ông các anh. Tôi đâu có ép anh ngủ với tôi 24/24 đâu. Chỉ khi nào tôi cần thôi mà. Tôi xin cô. Tôi xin cô. Tôi xin cô mà. Cô hãy tha cho tôi đi. Cô hãy làm ơn xóa cái clip giúp cho tôi đi. Anh thật là thú vị. Tôi thích cái sự sợ hãi của anh á. Khi nhìn tôi trông thật là hấp dẫn. Nói cho anh nghe nè, tôi chỉ tha cho anh khi nào tôi chán. Em xin lỗi, mấy hôm nay em lu bu chuyện công ty quá, không có lo lắng chăm sóc cho chồng em gì hết á. Thôi để tới hôm nay em bù cho chồng em nha. Em nghe nói nè. Cái gì vậy anh? Anh có điều muốn nói. Thôi anh đừng có nói nữa, em biết lỗi của em rồi mà. Bây giờ em sẽ không làm cho chồng em buồn nữa đâu. Em à, anh nghe anh nè, không có chuyện này. Anh muốn... Anh muốn hả? Vậy hôm nay em sẽ chiều anh tới bến luôn nha.
Bữa nay dễ thương nè, nhắn tin cái tới liền à. Vô đây với em nè. Trái tim em giờ phá tan rồi, nói em nghe đừng có im lặng. Khoảng cách đôi ta giờ đã xa vời, bởi gió duyên phận trớ trêu. Đừng nói nữa mà giờ cũng chẳng còn gì, dẫu tâm tư trong lòng còn hơn thì em hay không. Để ngày mai em sẽ thấy lúc em buồn, mấy ai sẽ ở cạnh. Sẽ thấy lúc em buồn, mấy ai sẽ